Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ trên tạp chí võ thuật của truyền hình An Viên. Như thường lệ thì đồng hành với chương trình vẫn là võ sư Nguyễn Quang Dũng, trưởng môn của môn phái Việt Nam Hồng Quyền Đạo. Hôm nay thì võ sư Nguyễn Quang Dũng sẽ tiếp tục hướng dẫn tới quý vị và các bạn một trong những đòn thế nằm trong bài Tam thập nhị hình thủ. Thưa võ sư Quang Dũng, hôm nay thì võ sư sẽ gửi tới quý vị khán giả một cái đòn thế nào trong bài Tam thập nhị hình thủ ạ? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ có một cái đòn thế trong bài Tam thập nhị hình thủ là Long chảo thủ. Đòn này thì tuy rằng nó là tay nắm giữ của một con rồng, thế nhưng mà thực tế ra trong thực tế thì không có con rồng. Đây là một cái tư duy hình tượng của những bậc tiền nhân. Vậy thì cái lập quyền của Long chảo thủ thì nó có gì khác hay là giống với cả hổ chảo? Mỗi cái hình thái của một con vật ấy thì nó có những cái khác biệt. Ví dụ như là hổ chảo thì nó sẽ dựng cái tay chảo lên như thế này, nhưng Long chảo thì nó sẽ gập cái cổ tay xuống với như thế này. Chúng ta nhìn như những cái tượng, những cái bức tranh về con rồng ấy thì bao giờ hai tay của nó cũng phục xuống như thế này để nó nắm giữ những con vật bên dưới. Quan sát cái hình thủ của Long chảo thủ thì có thể dễ dàng suy ra được là Long chảo thủ thì thường sẽ áp dụng vào trong những cái trường hợp mà để thực hiện các cái đòn gọi là nắm bắt trói giữ khi mà bị đối phương tấn công, đúng không ạ? Thực tế ra mà nói thì trong một đòn đánh ấy, nói thì gọi là không tấn công thì cũng không hẳn, nhưng mà trước khi tấn công ấy thì bao giờ mình cũng phải hóa giải và kiểm soát đòn của đối phương. Xong lúc bây giờ mình có thể dùng những cái kỹ thuật để tấn công, để triệt tiêu cái khả năng chiến đấu của đối phương. Nhưng cái bộ tay Long chảo thủ này ấy, là nó như là một cái hình thức của bề trên của một cái động tác hơn hẳn. Đấy, một cái kỹ thuật hơn hẳn và nó sẽ nắm giữ đối phương, kiểm soát đối phương. Để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn khi ứng dụng Long chảo thủ vào trong thực tế như thế nào thì ngay sau đây võ sư Nguyễn Quang Dũng sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đơn giản đây là đòn đơn. Thì ví dụ như khi đối phương tấn công vào mình, đấy, thì mình sẽ kiểm soát đối phương bằng cách nắm bắt như này. Đấy, để mình kiểm soát đối phương, trói được đối phương, bắt vào những cái yếu huyệt ở trên tay đối phương. Ứng dụng cái đòn thế này thì nó khá là đa dạng. Đúng rồi. Và nó sẽ tùy biến vào trong mỗi cái trường hợp là khi chúng ta gặp cái đối tượng hay là đối phương như thế nào. Đúng rồi. Thì mình sẽ linh hoạt để sử dụng, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Khi mà gặp những cái sự cố, những cái vấn đề mà để phải dùng đến võ thuật ấy, thì mình không biết đối phương là người thuộc môn phái nào, trường phái nào, biết đến đâu. Thế thì trước tiên là mình phải để đối phương họ, bởi vì họ là kẻ tấn công mà, mình là tự vệ, thì mình phải nên để cho họ ra một hai đòn trước. Lúc bấy giờ mình nắm bắt được, cảm nhận được cái kỹ thuật của họ, sức mạnh của họ, tốc độ của họ, thì lúc bấy giờ mình mới ra cái đòn của mình để mình khống chế kiểm soát họ. Ví dụ như họ tấn công, có thể họ đấm, họ đá, họ đấm trên, họ đấm dưới, đấm trung, đấm thượng, đấm hạ, hoặc đá nọ đá kia, thì mình phải hóa giải đòn của họ trước đã. Và khi mà mình đã hóa giải được đòn của họ và lúc bấy giờ mình mới tiến tới để khống chế đối phương, thì cái kỹ thuật Long chảo thủ là để khống chế. Còn nếu mà như là mình để triệt hạ, để đánh cho đối phương mất khả năng chiến đấu, thì lúc bấy giờ sẽ lại phải dùng bằng một cái đòn khác mang tính sức mạnh. Ví dụ như là bây giờ em có thể vào tấn công bằng những đòn đấm, đòn đá để tôi hóa giải. Xin các bạn lưu ý là khi khống chế đối phương, bắt đòn của đối phương ấy, thì cái hai tay của mình phải bắt vào cái điểm huyệt yếu của đối phương. Ví dụ đấy, cái tay này của mình phải bắt vào cái huyệt cổ tay của đối phương, cái tay này phải bắt vào huyệt bắp tay này của đối phương. Đây là hai cái huyệt yếu trên cánh tay của đối phương, và như thế là mình sẽ khống chế được đối phương một cách hiệu quả nhất. Thank you.
Vừa rồi võ sư Nguyễn Quốc Dũng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn đòn long trào thủ, một trong những đòn thế trong bài tác thâm nhị hình thủ. Hy vọng rằng đòn thế này có thể giúp ích cho quý vị và các bạn trong cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn võ sư Nguyễn Quốc Dũng đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như là theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.